Hôm nay nhà thuốc xin giới thiệu đến các bệnh nhân về một ca điển hình của gáy 1/3 xương chày và xương mác, kết hợp bệnh nhân bị gáy đầu dưới, xương chày và xương mác sau mổ phẫu thuật viên đinh lâu ngày, xương hông can. Đây là hình ảnh chụp X quang kiểm tra lại mới nhất của bệnh nhân. Sau hơn 4 tháng bệnh nhân mổ phẫu thuật đóng đinh nội tủy, trên phim chụp thể hiện xương chày bệnh nhân đường gáy còn nứt và hở di lệch đánh giá trước, đặc biệt là xương mác bệnh nhân đường gáy vát di lệch đánh giá sau. Chỉ định ở viện nằm mổ phẫu thuật lần 2 để ghép xương, nhưng do điều kiện bệnh nhân không muốn mổ, hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc kết hợp bỏ lam và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng 2 đến 3 tháng là xương của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Vì hiện tại vị trí gáy bệnh nhân còn sưng và nhức và buốt rất là nhiều, bệnh nhân không thể đi lại được. Trước khi nhà thuốc điều trị, nhà thuốc cho dùng nẹp để ép cho xương mác trở lại vị trí bình thường. Sau đó sẽ bỏ lá và cho bệnh nhân uống thuốc lam nhanh nhìn xương để bệnh nhân chóng bình phục và đi lại làm việc được bình thường. Anh ngủ cái 1/3 xương chày và xương mác này bao nhiêu ngày rồi? Anh ngủ đến bây giờ là hiện tại là được hơn 4 tháng rồi. Hiện tại xương mác của anh còn lệch nhé. Xương chày anh gầy 1/3 trên 1/3 dưới nhé. Hình ảnh xương gầy xương rất nặng nhé. Xương mác anh lệch rất là nhiều. Em là dùng thủ thuật ép nhé, để cho xương mác kết để xương can. Anh gầy 1/3 trên xương chày và xương mác. Anh đâu mà thấy nặng này? Dạ em xin mấy là mình nặng. Hay định chúng tôi xin mấy. Anh em chân. Anh hiện tại cái ngủ của anh, một cái vết thương nó ta liền rồi. Nhưng mà cái chỗ phù lè của cái xương ấy, do xương lâu ngày không liền nhá. Cái phù lè đây này. Đấy, xương. Anh em chân này. Anh ngủ được cả 30 tháng nhỉ? Em mổ hiện tại đến bây giờ hiện tại là được 4 tháng. Hơn 4 tháng. Anh mổ ở viện nào? Em mổ viện 105. Thì mới kiểm tra lại ở viện nào? Em hiện tại em kiểm tra lại cuối cùng là bất thường từ viện 105. Người nào kia kiểm tra thịt chó cho em nhé. Kiểm tra cả Việt Nam cả Việt Đức đúng không? Vâng, em lại lo lắng lại lên Việt Đức kiểm tra tiếp. Ừ. Anh nhìn cái xương mát mà còn này em dùng nẹp ép đấy nhé, để cho bảo đảm có thịt can xương, vì anh để lâu ngày quá xương nó không liền được. Người ta kiêng rượu bia cho em nhé. Năm anh bao tuổi nhỉ? Dạ, hôm nay em 3 tuổi. Đó là 8 năm à? Vâng. Xin anh gầy di lệch rất nhiều, với cả xương chày và xương mác với hai đoạn trên dưới đều gầy hết. Hơn 4 tháng rồi ở nhà chán nhỉ? Vâng, em ở nhà bí chân đúng không? Bí chân. Có tầm 2 tháng anh đi lại được rồi. Nhà bình thường nhé. Anh ta lại xe máy á? Thì em nhìn người ta xe máy lúc mình đi làm đây. Đây là bó được sau cái này nhé. Mình đặt đắp ở đây. Đó. Ở đắp bên này nhé. Di chuyển được nhé. Đây. Đi đây. Cái này cũng đắp cho buồn mới nhanh khỏi được. Anh nhìn này xương này.
không nghe đó. Hơn 4 tháng rồi nó. Một ngày anh tưới rượu ở đây cho khoảng 1-2 lần nhé. Bơm rượu đấy kiểu nào? Bơm rượu đấy, mấy bơm kim tiêm vào bơm này. Tiêm thẳng đấy, tiêm luôn, xung quanh. Xung quanh. Tiêm rượu xem. Cái phần này là tất cả. Vâng, cho anh. Vâng, tiêm này. Vâng, nào bó đi anh đắp di chuyển được nhé, lúc đắp ở trên nước và dừa nhé. Theo chạy vòng tròn đấy. Cắp đây, cắp đây, cắp đây. Nó đảo lá ra xương nó ngấm nó càng tốt rồi. Hàng ngày thì anh năng ngâm lá nốt này, ngải cứu sâu cần cho đun lên, không cho ít muối vào, không cho phải nó ngâm nó sâu nhá, dúng chân này ngâm xem nhá, cổ chân điếc cho cổ đây, anh đặt cứng nhá, cổ chân xương cổ này rồi, anh gói tầm 2 tháng hoàn toàn, toàn. Đi lại bình thường, chào anh nhá, quay lại tiếp tục. Chào anh nhé, hôm nay em lên là xin ảnh của anh được quá trình ngày trước anh bị gầy xương chày và xương mát làm nhiều loạn trong một phần quyết định thì nó anh bó nhà thuốc nha là bao nhiêu tháng nhỉ? Thì bó từ lúc đến nhà thuốc đến bây giờ hiện tại là em bó được 2 tháng rồi. 2 tháng và đi lại tốt rồi đúng không? Hiện tại em đã đỡ hơn lúc đến rồi. Anh gặp lại gặp vào nhé. Em tham nào cho anh nhé, đi lại thêm một vài vòng nhé. Anh trước này anh muốn uống thuốc anh bỏ đây anh ngủ bao tháng nhỉ? Hiện tại chưa đến nhà thuốc này em đã được 4 tháng rồi. 4 tháng và anh điều trị này kiêng rượu bia cho em nhé. Và không rượu bia thì chó đâu. Này phải kiêng đấy. Thế anh ngủ viện nào nhỉ? Lần trước em ngủ là viện 105. 105 ở trên đây đúng không? Vâng. Trên anh thứ này là trước rồi. Trong điều trị là không rượu bia thịt chó đấy em. Anh dưới đang cấp vào đây. Anh ghi cho em từ đây xuống 2 vòng cho em nhé. Vâng, bệnh nhân đi lại là tốt đấy. Vâng. Đi lại này là tốt rồi. Bây giờ bảo nó lấy xe đạp cho nó đi chưa? Hàng ngày anh đang đi lại cho em nhé. Hàng ngày anh đang đạp xe đạp lên. Rồi, anh đi tiếp cho em vòng nữa anh ơi. Tiếp cho em vòng nữa. Tiếp là một thời gian sau anh đi lại bình thường. Anh đi lại là khá tốt rồi.
hôm nay em lên xin ảnh thứ nhất của anh, lần sau em xin ảnh anh lên xin ảnh bình thường hoàn toàn. Chào anh nhé, chúc anh nhanh chóng phục.